Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Lời Sống Hàng Ngày trên kênh của Hội Thánh Tin Lành Giô-suê. Lời Sống Hàng Ngày, lời Đức Chúa Trời sống động mỗi ngày. Xin thân ái kính chào quý vị. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi qua được cuốn sách. Ngày hôm nay chúng ta bước vào sách thứ 5, sách Phục Truyền, mục đích viết cho một thế hệ mới của dân Israel sắp bước vào vùng đất hứa. Thế hệ mới này không có kinh nghiệm khép lại biển đỏ hay nghe về luật pháp được bàn cho ở núi Sinai, và họ sắp bước vào một vùng đất mới với nhiều nguy hiểm và cám dỗ. Sách Phục Truyền được ban ra để nhắc nhở họ về luật pháp của Đức Chúa Trời, của quyền năng của Ngài. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Sách Phục Truyền đoạn 1 đến đoạn 3. Phục Truyền đoạn 1. Ba bài giảng của Môi-se. Bài giảng thứ nhất của Môi-se: ơn Chúa trong hoang mạc. Đây là những lời Môi-se nói với toàn dân Israel trong hoang mạc phía đồng sông Giô-đan, tức là trong cao nguyên đối diện với Sufơ, giữa Pharan và Tô-phơn, La-ban, Hát-xê-rốt và Đi-sa-hát, từ núi Horeb đến Kade-ba-ne-a bằng đường núi Si-ir, phải mất 11 ngày đường. Vào ngày mùng 1 tháng 11 năm thứ 40, Môi-se nói với dân Israel tất cả những gì mà Đức Giê-hô-va bảo ông phải truyền đạt cho họ. Việc này xảy ra sau khi ông đánh bại Sihon, vua dân Amorit tại Hớt-bôn, và Ốc, vua Ba-san tại Át-ta-rốt và Ết-rê-i. Tại phía đông sông Giô-đanh, trong đất Mô-áp, Môi-se bắt đầu giảng dạy luật pháp. Ông nói: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phán với chúng ta tại Hô-rết rằng: các ngươi ở trong núi này đã khá lâu, bây giờ hãy quay hướng và tiếp tục hành trình tiến vào vùng đồi núi dân Amorit và các miền lân cận, tức là vào vùng Araba, vùng đồi núi, vùng Sephela, vùng Negev và vùng Duyên Hải, tiến đến đất dân Canaan và Liban, đến tận sông lớn, tức là sông Euphrates. Kìa, ta phó xứ này cho các ngươi. Hãy vào và chiếm hữu xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi là Abraham, Isaac, Gia-cốp và con cháu họ. Lúc ấy tôi có nói với anh em: một mình tôi không đủ sức gánh vác. Anh em, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em đã gia tăng dân số đến nỗi ngày nay đông như sao trời. Cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em gia tăng dân số gấp nghìn lần và ban phước cho anh em như Ngài đã hứa với anh em. Một mình tôi làm sao có thể gánh vác nổi những trách nhiệm, nan đề và về việc kiện tụng của anh em. Vậy mỗi bộ tộc hãy chọn ra những người khôn ngoan, hiểu biết và kinh nghiệm để tôi cử họ làm người lãnh đạo anh em. Anh em đã trả lời rằng: kế hoạch ông đưa ra rất tốt, vì vậy tôi đã chọn những người khôn ngoan, hiểu biết trong các bộ tộc và lập họ làm người lãnh đạo anh em. Chỉ huy hàng nghìn, hàng trăm, hàng năm mươi hay hàng chục người, và cũng lập các viên chức cho từng bộ tộc của anh em nữa. Lúc bấy giờ, tôi đã ra lệnh cho các thẩm phán của anh em rằng: hãy lắng nghe anh em mình và xét xử cách công minh, dù là người Israel với nhau, hay giữa người Israel với người ngoại kiều, giữa anh em cũng vậy. Không được thiên vị, trong khi xét xử, hãy lắng nghe kẻ nhỏ cũng như người lớn, đừng sợ ai cả vì sự phán xét thuộc về Đức Chúa Trời. Gặp trường hợp khó xử cho anh em, hãy trình với tôi sẽ nghe. Như vậy lúc đó tôi đã truyền cho anh em mọi điều anh em phải làm. Sau đó, theo lệnh Giê-hô-va Đức Chúa Trời, chúng ta rời Horeb, đi về hướng đồi núi của người Amorit, xuyên qua quang mạc mênh mông khủng khiếp mà anh em đã thấy đó, rồi chúng ta đến Kade-ba-ne-a. Bây giờ tôi có nói với anh em đã đến vùng đồi núi của người Amorit, là đất và Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ban cho chúng ta. Kìa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban đất này cho anh em, hãy đi lên tiếp nhận sản nghiệp như Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ anh em đã phán với anh em, đừng sợ hãi hay nản lòng. Nhưng tất cả anh em đã đến nói với tôi, chúng ta nên phái người đi trước chúng ta để do thám sứ và bảo cho họ biết phải đi lên con đường nào và sẽ phải vào thành nào. Tôi thấy ý kiến này tốt nên đã chọn 12 người trong anh em, mỗi bộ tộc một người. Họ đã ra đi và lên vùng đồi núi. Rồi khi đến lòng sông cạn Ít-côn,
Họ do thám xứ này, họ hái qua quả xứ đó đem về cho chúng ta và báo với chúng ta vùng đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thật là tốt đẹp. Nhưng anh em đã không muốn lên đó và chống lại mệnh lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Anh em lầm bầm trong trại và nói, Đức Giê-hô-va ghét chúng ta nên mới đem chúng ta ra khỏi Ai Cập và phó chúng ta vào tay dân Amorit để tiêu diệt chúng ta. Chúng ta sẽ đi đâu? Những anh em mà chúng ta sai đi do thám đã làm cho chúng ta nản lòng nhụt chí khi nói rằng dân đó lực lưỡng và cao lớn hơn chúng ta, các thành thì rộng lớn, tường lũy thì cao tận trời. Ngoài ra chúng tôi còn thấy con cháu của dân Anakim ở đó nữa. Nhưng tôi đã bảo anh em đừng khiếp đảm hay sợ hãi chúng nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là đấng đi trước anh em, chính Ngài sẽ chiến đấu cho anh em như Ngài đã từng làm trước mặt anh em tại Ai Cập. Còn trong hoang mạc là nơi anh em thấy Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã bồng ẩm anh em như một người cha bồng ẩm con qua từng chặng đường cho đến khi tới nơi này. Dù vậy, anh em vẫn không tin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em là đấng đi trước anh em trên mọi nẻo đường để tìm nơi cho anh em hạ trại ban đêm trong đám lửa, ban ngày trong đám mây để chỉ cho anh em con đường phải đi. Khi Đức Giê-hô-va nghe lời lẽ của anh em thì nổi giận và thề rằng không một ai thuộc thế hệ gian ác này được thấy xứ sở tốt đẹp mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. Ngoại trừ Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, người sẽ thấy xứ đó và ta sẽ ban cho người và con cháu người đất mà người đã đặt chân lên. Vì người đã trọn thành theo Đức Giê-hô-va, cũng vì anh em mà Đức Giê-hô-va nổi giận với tôi và phán, con cũng sẽ không được vào đó, nhưng đầy tớ con là Giô-suê con trai Nun sẽ được vào đó. Hãy khích lệ người, vì chính người sẽ lãnh đạo dân Israel tiếp nhận đất này làm sản nghiệp. Còn những con trẻ mà các con nghĩ rằng chúng sẽ trở thành chiến lợi phẩm cho giặc, và những con trai các con mà hôm nay chưa phân biệt điều thiện điều ác, chúng sẽ được vào xứ đó. Ta sẽ ban cho chúng xứ này làm sản nghiệp, nhưng các con hãy quay lại đi vào quan mạc theo hướng biển đỏ. Lúc đó anh em đã trả lời tôi rằng chúng tôi đã phạm tội với Đức Giê-hô-va, chúng tôi sẽ đi lên và chiến đấu như lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán dặn chúng tôi. Mỗi người trong anh em đều trang bị vũ khí và tưởng rằng đi lên núi là việc dễ dàng. Đức Giê-hô-va phán với tôi, hãy bảo chúng đừng đi lên và chớ tham chiến, vì ta không ngự giữa các ngươi đâu. Nếu lên đó, các ngươi sẽ bị quân thù đánh bại. Tôi đã thuật lại những lời này nhưng anh em không nghe tôi. Anh em chống lại mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va, uống bệnh kéo lên núi. Bấy giờ, người Amorit ở trong núi đã đổ ra tấn công anh em như ong đuổi và đánh anh em tan tác từ Si-rơ cho đến Họt-ma. Khi trở về, anh em đã khóc lóc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không nghe và cũng chẳng để ý đến tiếng khóc của anh em. Vì thế mà chúng ta phải lưu lại Ca-đê nhiều ngày, ở đó trong một thời gian rất lâu. Phục truyền đoạn 2. Lang thang trong hoang mạc. Sau đó chúng ta quay lại đi vào hoang mạc về hướng biển đỏ như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn tôi, và chúng ta đi lòng vòng khá lâu ngày chung quanh đồi núi Si-rơ. Rồi Đức Giê-hô-va phán với tôi, dân chúng đi lòng vòng núi này đã lâu rồi, bây giờ hãy quay về hướng bắc, còn hãy truyền lệnh này cho dân chúng. Các ngươi sắp đi ngang qua địa phận của anh em mình là con cháu Ê-sao đang sống tại Si-rơ. Chúng sẽ sợ hãi các ngươi, nhưng các ngươi phải cẩn thận, đừng khiêu chiến với chúng, vì ta sẽ không cho các ngươi xứ của chúng, dù chỉ một miếng đất bằng bàn chân. Ta đã ban cho Ê-sao núi Si-rơ làm sản nghiệp rồi, các ngươi sẽ dùng tiền, bạc mà mua lương thực của chúng để ăn, nước để uống. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban phước cho mọi công việc của tay các ngươi. Ngài biết hành truyền xuyên qua quan mạc mênh mông này của các ngươi trong 40 năm qua. Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở với các ngươi không thiếu thốn gì cả. Vậy chúng ta tránh đi ngang bờ cõi của anh em chúng ta là con cháu Ê-sao. Họ đang sống trong vùng đồi núi Si-rơ. Chúng ta chuyển về hướng hoang mạc Mô-áp để tránh con đường xuyên qua vùng cao nguyên Araba. Tránh xa con đường từ Elat và Esion-Gebe đến biển chết. Đức Giê-hô-va lại phán với tôi, đừng gây hấn hay khiêu chiến với dân Mô-áp là con cháu của Lót, vì ta sẽ không cho con một phần nào trong đất của họ để làm sản nghiệp đâu.
Ta đã ban Ar-rơ cho con cháu Lót làm sản nghiệp. Trước kia người Ê-bim ở tại đó. Họ là một dân lớn, đông, cao to như người Anakim vậy. Như người Anakim, họ cũng được xem là người Rephaim. Nhưng dân Moab gọi họ là Amim. Dân Horit lúc trước cũng ở tại Seir, nhưng con cháu Esau trục xuất họ, tiêu diệt và chiếm đoạt xứ sở họ, như Israel đã làm tại xứ mà Đức Giê-hô-va đã ban cho họ làm sản nghiệp. Bây giờ hãy đứng dậy và vượt qua khe Seret. Vậy chúng ta đã vượt qua khe Seret. Thời gian từ khi chúng ta rời Kadesh-Barnea đến khi vượt qua khe Seret là 38 năm. Trong thời gian đó, các chiến binh thuộc thế hệ ấy đã tiêu diệt khỏi trại quân như Đức Giê-hô-va đã thề với họ. Thật, tay của Đức Giê-hô-va đã chống lại họ để tiêu diệt họ khỏi trại quân cho đến khi không còn một ai cả. Khi tất cả chiến sĩ trong dân chúng đã chết, thì Đức Giê-hô-va phán với tôi: "Hôm nay con sẽ đi ngang qua lãnh thổ của dân Moab gần thành Ar-rơ. Khi đến gần con cháu Ammon, con chớ gây hấn hay tấn công chúng, vì ta sẽ không ban đất của người Ammon cho con làm sản nghiệp đâu. Ta đã ban đất đó cho con cháu Lót làm sản nghiệp rồi. Đất này cũng được xem là đất của người Rephaim. Trước kia người Rephaim ở đó, dù người Ammon gọi họ là Sam, Sumim. Họ là một dân lớn, đông, cao to như người Anakim. Nhưng Đức Giê-hô-va đã tiêu diệt họ trước mặt người Ammon. Người Ammon trục xuất dân ấy rồi vào ở thế cho họ. Ngài cũng làm như vậy cho con cháu Ê-sao tại Seir. Khi Ngài tiêu diệt dân Horit trước mặt con cháu Ê-sao, con cháu Ê-sao cũng trục xuất dân ấy rồi vào ở thế cho họ cho đến ngày nay. Còn người Avim trước kia ở trong các làng mạc xa tận Gaza cũng bị dân Cáp-tô-rim từ Cáp-tô đến tiêu diệt và vào ở thế cho họ. Hãy đứng dậy tiếp tục hành trình vượt qua sông Arnon. Kìa, ta đã phó Sihon vua Hết-bôn là người Amorit và xứ sở người vào tay các con. Hãy bắt đầu chiếm đất và tranh chiến với vua ấy. Chính hôm nay ta bắt đầu làm cho các dân tộc trong thiên hạ kinh khiếp và sợ hãi các con. Khi nghe các con, các dân tộc đó sẽ run rẩy và khiếp đảm trước mặt các con. Đánh bại vua Sihon. Vậy từ hoang mạc Kedemot, tôi phái sứ giả đến gặp Sihon, vua Hết-bôn, dùng lời hòa dịu nói với vua ấy: "Xin cho tôi đi ngang qua đất của vua, tôi sẽ chỉ đi trên đường cái, không quay qua bên phải hay bên trái. Vua sẽ bán cho chúng tôi thức ăn, nước uống để đổi bạc. Chỉ xin cho chúng tôi được đi ngang qua xứ của vua, như con cháu Ê-sao ở Seir và dân Moab ở Ar-rơ đã cho phép chúng tôi, cho đến khi chúng tôi vượt qua sông Giô-đanh để vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi ban cho chúng tôi." Nhưng Sihon vua Hết-bôn không muốn chúng ta đi ngang qua địa phận của vua ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã khiến cho tâm tính vua ấy ương ngạnh, lòng dạ cứng cỏi để phó vua ấy vào tay anh em, như hôm nay anh em đã thấy. Đức Giê-hô-va lại phán với tôi: "Này, từ nay ta phó Sihon vào xứ sở nó cho con. Hãy bắt đầu tiến chiếm đất nó làm sản nghiệp." Sihon đem toàn dân ra nghênh chiến với chúng ta tại Jahaz. Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó Sihon cho chúng ta, và chúng ta đã đánh bại vua ấy cùng các con trai và tất cả dân chúng của vua. Bây giờ chúng ta chiếm tất cả các thành và tiêu diệt cả đàn ông, đàn bà lẫn trẻ con, không để một ai sống sót. Chúng ta chỉ giữ lại cho mình gia súc và các chiến lợi phẩm cướp được từ các thành vừa chiếm đoạt, từ Aroe trên bờ sông Arnon và từ thành trong thung lũng đến tận Galaad. Không có một thành nào quá kiên cố đối với chúng ta. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã phó mọi thứ cho chúng ta rồi. Tuy nhiên, chúng ta không được đụng đến đất đai của con cháu Ammon nằm dọc suối sông Gia-bốc và các thành trên vùng đồi núi hoặc những chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã cấm chúng ta. Phục truyền đoạn 3. Đánh bại ốc vua Ba-san. Khi chúng ta chuyển sang con đường đi lên Ba-san thì ốc vua Ba-san đem toàn quân ra nghênh chiến với chúng ta tại Ê-ri-i. Đức Giê-hô-va phán với tôi: "Đừng sợ vua ấy, vì ta đã phó cả vua cùng dân chúng và lãnh thổ vua ấy vào tay con. Con sẽ xử vua ấy như đã xử Sihon."
vua Amorit ở Hebron. Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta đã phó vào tay chúng ta ốc vua Basan và toàn quân của vua. Chúng ta đã đánh vua ấy tan tét cho đến khi không còn một người sống sót. Lúc đó chúng ta đã chiếm tất cả các thành của vua, không có thành nào mà chúng ta không chiếm, tổng cộng là 60 thành và toàn miền Agob là vương quốc của ốc trong xứ Basan. Tất cả các thành này đều kiên cố, có tường cao, cổng đóng then cày, ngoài ra cũng có rất nhiều làng mạc không có thành chung quanh. Chúng ta đã tận diệt các thành này như chúng ta đã làm cho Sihon, vua Hết-bôn, tức là tiêu diệt tất cả các thành, cả đàn ông, đàn bà lẫn trẻ con. Nhưng chúng ta giữ lại cho mình tất cả súc vật và chiến lợi phẩm từ các thành. Vậy thời đó chúng ta đã chiếm của hai vua Amorit vùng đất ở phía sông Giô-đanh, từ sông Arnon đến núi Hẹt-môn. Người Sidon gọi núi Hẹt-môn là Sirion, còn người Amorit đặt tên là Senir. Chúng ta cũng chiếm các thành của đồng bằng toàn vùng Galaad và Basan cho đến Sanca và Ê-rê-i là hai thành của vương quốc Ốc. Trong Basan chỉ có Ốc vua Basan, người Rephaim còn sống sót. Giường của vua ấy làm bằng sắt, chẳng phải vẫn còn ở tại thành Rabba, con cháu của Amun đó sao? Giường này dài hơn 4 mét, rộng 1,8 mét. Lúc đó chúng ta chiếm xứ này làm sản nghiệp, tự giao cho người Ruben và người Gad vùng đất từ phía bắc, từ Aroe bên bờ sông Arnon đến một nửa vùng đồi núi Galaad cùng các thành của nó. Tôi giao phần còn lại của núi Galaad và toàn vùng Basan là vương quốc của Ốc cho một nửa bộ tộc Manasse, toàn vùng Agob và cả vùng Basan. Thường được gọi là xứ Rephaim, Jairo thuộc bộ tộc Manasse đã chiếm toàn vùng Agob cho đến biên giới người Jerusalem và Makathit, và thấy tên mình đặt cho các làng mạc Basan, tức là làng Jairo. Cho đến ngày nay, tôi cũng giao cho Maki xứ Galaad, còn bộ tộc Ruben và Gad thì tôi giao phần đất từ Galaad cho đến sông Arnon, lấy giữa sông làm ranh giới và chạy đến sông Gia Bốc là ranh giới của con cháu Amun. Về phía tây, lãnh thổ của ba bộ tộc chạy dày đến vùng cao nguyên Araba, lấy sông Giô-đan làm ranh giới từ hồ Galile đến biển Araba, tức là biển chết dưới sườn núi Phích-ga về phía đông. Lúc đó tôi có truyền lệnh này cho anh em: Jehovah Đức Chúa Trời của anh em đã phó sứ này cho anh em làm sản nghiệp. Tất cả những dũng sĩ trong anh em phải cầm vũ khí đi qua trước anh em mình là con dân Israel. Chỉ vợ con và súc vật của anh em sẽ ở lại trong các thành mà tôi đã giao cho anh em, vì tôi biết anh em có nhiều súc vật. Khi nào Đức Jehovah ban cho anh em của anh em được an cư lạc nghiệp như chính mình, tức là khi họ nhận được sứ mà Jehovah Đức Chúa Trời anh em ban cho họ tại phía tây sông Giô-đanh, thì bấy giờ anh em mới trở về phần sản nghiệp mà tôi đã giao cho anh em. Đang lúc ấy, tôi cũng truyền lệnh này cho Giô-sê: anh đã thấy tận mắt mọi việc Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta làm cho hai vua này. Đức Jehovah sẽ làm như vậy với các vương quốc mà anh sẽ đi qua. Đừng sợ chúng, vì Jehovah Đức Chúa Trời của anh em sẽ chiến đấu cho anh em. Lúc ấy tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va rằng: lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, Ngài đã bắt đầu cho đầy tớ Ngài thấy sự oai nghiêm và cánh tay quyền năng của Ngài, vì có thằng nào trên trời dưới đất có thể làm được những công việc và hành động quyền năng như Ngài không? Con xin Chúa cho con được phép đi qua và ngắm nhìn miền đất tươi tốt, vùng núi đồi xinh đẹp và dãy Liban ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng vì anh em mà Đức Giê-hô-va nổi giận cùng tôi và không nhậm lời tôi, Ngài phán với tôi: đủ rồi, con đừng bao giờ nói với ta về chuyện này nữa. Hãy lên đỉnh Phích-ga, ngước mắt về hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông mà nhìn ngắm xứ ấy, vì con sẽ không được đi qua sông Giô-đanh này. Nhưng con hãy truyền lệnh cho Giô-sê, khích lệ và củng cố tinh thần Giô-sê, vì chính người phải đi qua trước mặt dân này và dẫn họ vào nhận làm sản nghiệp xứ mà con sẽ thấy. Vì vậy, chúng ta đã ở lại trong thung lũng đối diện với Bethphio. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Nguyện xin Chúa ngài chúc phước qua lời của Ngài trong buổi tối ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Mong ước lời Chúa hôm nay sẽ khích lệ quý vị trong bước đường theo Chúa mỗi ngày.